Ngay ngày 1 tháng 6 thì mình mới lên đường. Đầu tiên là mình đi qua Campuchia đây, mình mới đi qua Thái Lan và tới Bangkok. Từ Bangkok thì đúng ra là đi Nepal, nhưng mà vấn đề là Myanmar không có cho xe ra vô tự do, phải đăng ký cái tour agency rất là đắt. Thì nếu như các bạn đi backpacking thì không vấn đề, nhưng mà đi xe cá nhân thì cái tour phải book một chỗ, thì đi ngang cái vùng này nó rất nguy hiểm và không có được tự đi. Nên mình sau đó mình mới đi ship xe thẳng vào Kathmandu ở đây. Rồi Kathmandu thì Nepal, thì ở đây có một cái nơi đặc biệt ở ở Nepal, mọi người có biết là gì không? Các bạn học du lịch. Dạ, dạ đúng, là Himalaya đúng không? Nửa bên kia và đỉnh Everest, nửa bên kia Trung Quốc, nửa bên đây là Nepal. Thì ở đây có một trong cái bốn tứ đại đồng tâm, bốn cái di chỉ về Phật giáo. Mọi người có biết là gì không? Lumbini là cái nơi Đức Phật đản sinh. Đó, thì mình mới đi xuống đây thì nó xét rồi mới đi xuống Ấn Độ đây. Ấn Độ mới đi xuống Taj Mahal Agra, đúng không? Rồi đi lên Delhi mới đi qua Pakistan rồi đi qua Iran, xong đi lên Azerbaijan và Georgia. Thì Azerbaijan, Georgia và Armenia là ba nước tiểu Á, đúng không? Cũng đang có chiến sự gần đây giữa Armenia và Azerbaijan. Thì Azerbaijan, Georgia thì đúng ra đi qua cái Thổ Nhĩ Kỳ để đi qua châu Âu, nhưng mà vấn đề là sao? Cái e-visa, cái chuyện visa tí mình sẽ nói sau, nhưng mà cái e-visa nó chỉ cho đi đường hàng không là bay vô thôi, còn đi đường bộ, land border thì nó không có cho, và nó không cấp visa từ nước thứ ba, mặc dù đã vô năn nỉ ông tổng lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Batumi là tại Georgia mà không cho, thì không có cách nào để băng ngang Thổ Nhĩ Kỳ bằng đường bộ, nên mình mới quyết định là mình đi ngang Biển Đen. Nhìn thấy có cái Biển Đen chắc sẽ có phà đi ngang, thì cuối cùng tìm được một chiếc tàu rất là to. Thì mình là hành khách duy nhất ở đó, mình mua chiếc xe, còn hàng hóa thì đi chung. Thì chú thuyền trưởng thấy hành khách duy nhất một cái thằng châu Á Việt Nam Mi ở đâu nó lòi ra, thì chú đó rất là mến, mới cho lên phòng thuyền trưởng coi cái nút này làm gì, bản đồ sử dụng như thế nào. Rồi đó là lần đầu tiên trong đời mình thấy cái heo mà bơi ngoài biển. Thì có nghĩa là mọi người cứ xem phim Titanic đúng không, ra mũi tàu đứng giang tay giống như là rô, nhưng mà chắc không có đâu. Thì lại nãy tự nhiên lúc đó lại có hai con cá heo nó bơi ngang qua phim, thì ở trên Biển Đen rất hay. Thì mọi người có biết là sao nó tên Biển Đen không? Tại vì theo cái nhiều cái lý do, nhưng mà cái mà người ta thống nhất hồi xưa là người ta nói là cái màu sắc chỉ hướng, màu đen là phía bắc, rồi màu đỏ là phía nam gì đó, bla bla bla, thì Biển Đen tức là biển ở phía bắc. Đó, băng ngang Biển Đen trong 3 ngày để qua bên Bungary, rồi đi xuống Hy Lạp, rồi Albania, Montenegro, là cái vùng Balkan, là hồi xưa nó là Yugoslavia, là năm tư hồi xưa đó, nó tách ra nhiều nước đó. Rồi Serbia này nọ đó. Thì sau đó mình mới đi qua Ý nè, qua Vatican nè, rồi đi lên Thụy Sĩ, rồi Luxembourg, Bỉ, qua Pháp. Rồi đúng ra là tới Pháp, tới Paris, là tới chân tháp Eiffel, là mãn nguyện. Là lúc đó là thấy hơi đủ rồi, nhưng mà lúc đó thì có một cái chuyện về tình cảm nó ấy mà mọi người biết thì cái chuyến đi đó cũng là cái chi tiết rất thú vị mà mình không có nói trên Facebook, tại vì cái chuyện tình cảm mình ít có bốc lịch lên thì người cũng buồn. Mà mọi người cũng biết ở Paris đang mùa đông đúng không, thì đang chuẩn bị lập đông, mình ở một cái căn phòng ở phía bắc Saint-Denis, mới là những cái phòng rất là rẻ tiền, nhìn ra cửa sổ thì những chiếc lớp bàn cuối cùng nó rơi á, tại đang vô mùa đông mà trời sương mù. Lại nghe mở lên nhạc lại đúng cái bài 13 ngày trên đất Pháp, nó lại giống hệt cái cuốn sách gì mà chiếc lá cuối cùng của Henry á, lá cuối cùng mà lại đi ra xong cái chiều lại đi ra tháp Eiffel, cái thấy người ta ôm nhau trời lạnh to đó, cái cô thấy buồn thì ôi cái mình mới nghĩ trong đầu bây giờ cũng không còn gì để mất, giống như là không còn lý do gì nhiều để quay về. Thì mình đã đi được nửa dòng cái đất, tại sao mình không đi tiếp nửa dòng còn lại cho nó đẹp luôn, đúng không? Thì đó là 6 tháng, thì sau đó mình đi tiếp thì mình đi thêm 2 năm rưỡi nữa. Thì nó cũng... Thì mọi người có thể zoom out ra được không? Ý là, dạ, cái này là bên bán cầu Tây thôi, ở bán cầu Đông thôi. Thì sau đó mình mới đi tiếp xuống Nam Mỹ. Cái từ có nghĩa là ở điểm cuối là ở Pháp đây đúng không? Thì mọi người muốn đi tiếp, tại vì cái này là Eurasia, cái lục địa Á Âu, thì có hai option, một lần xuống châu Phi, hai là mình đi Nam Mỹ, ba là mình đi Mỹ. Thì mùa đông đang tới rồi, thì đi qua Mỹ xin visa cũng lâu, chưa biết được hay không, mà xuống Nam Mỹ trước. Tại vì Nam Mỹ có Chile là người bạn rất là thân thiết với Việt Nam, thì cái cô tổng thống Chile rất là mến Việt Nam, nên
với cô đó lên thì cái trước đó thì được cho là visa Chile được miễn 90 ngày. Mình bình thôi mình sẽ đi Chile thì mình mới ship xe xuống tại cái đó là biển rồi. Ở giữa là Đại Tây Dương đúng không? Giữa châu Mỹ và châu Âu, châu Phi là Đại Tây Dương. Dạ đây. Thì mình mới phát, mình mới ship xuống Valparaiso ở đây. Thì mình mà cái chuyến tàu trong vòng 7 ngày chuyến tàu từ Đức chở xe sẽ khởi hành. Nên mình mới phi cái dèo từ Paris qua tới Hamburg. Thì người ta chạy nhiều khi chỉ mất trăm tiếng thôi, mà mình đi mất trăm ngày, mình chiếc xe mình nó rất là nhỏ. Mà đêm mùa đông thì mình phải chạy lên tới Hamburg cũng vừa kịp. Xếp xe xuống thì xe đi từ Đức, nó chở chiếc xe đi xuống tới Chile, Valparaiso mất 1.5 tháng. Mình thì mình bay mất có 10 mấy tiếng thôi. Thì mình qua đây trước, mình ở 1.5 tháng, mình đợi xe tới, cái mình đã đi rồi. Người đó tại sao không ở châu Âu chơi, tại vì nó lạnh quá, ở cái phòng rẻ tiền nó không có máy sưởi này nọ, nó lạnh quá. Với lại châu Âu rất đắt đỏ, cái mình mới phi xuống Chile. Cái mình chơi vòng vòng ở đây, mình tranh thủ mình học tiếng Tây Ban Nha, phải có một cái sự chuẩn bị chứ, tại vì mình sẽ biết. Tại vì mọi người biết ở Mỹ Latin thì nó nói tiếng Tây Ban Nha, đúng không? Hoặc là Brazil nói tiếng Bồ Đào Nha, French Guiana nói tiếng Pháp, Jamaica này nọ sẽ nói tiếng Anh thì mình, nhưng mà đa số là 90% nói tiếng Tây Ban Nha nên phải học Tây Ban Nha. Cái từ đây cái mình mới đi lên đi lên Colombia. Cái thấy đi Nam Mỹ rồi, tại sao không đi Bắc Mỹ luôn? Cái mình phi lên Mỹ với Canada luôn. Cái mình xong đó mình xuống Trung Mỹ luôn cho nó đẹp. Thì sau khi mình đã đi Á, Âu, Nam Mỹ, Bắc Mỹ, còn châu Úc, châu Phi thì giờ thay vì từ châu Mỹ mình đi về Việt Nam đây thì mình đi thêm thôi lỡ đường tiện đường đi qua Úc luôn, thì mình mới ship xe từ Mỹ, tại vì giữa Mỹ và Úc là Thái Bình Dương, mình lại ship xe qua đây rồi mình bay qua mình đi Úc, cái thôi đi New Zealand cho đẹp, xếp quên cũng tiện, thì đi đảo Bắc cái đi đảo Nam thì nói chung là tiện đường nó nói chung là bẻ cung một chút thì mình xuống New Zealand. Thì đi Úc thì đây là một cái khoảng khắc quyết định ở Sydney, lúc đó mình đứng một cái ngã ba, mọi người cái hình dung là có những cái ngã rẽ. Giống như cuộc đời sinh viên các bạn đi ra khỏi trường nha, các bạn xuống ngay chỗ Điện Biên Phủ, các bạn có thể rẽ trái hoặc rẽ phải, rẽ trái nhiều chiều đúng không? Không được, phải đi rẽ. Ý là giả sử như được rẽ trái nha, thì bạn rẽ trái bạn sẽ gặp người này, bạn rẽ phải bạn sẽ gặp người kia, thì cái người đó nói với bạn câu gì thì cái cuộc đời bạn sẽ rẽ theo hướng đó, có nghĩa là mình không bao giờ mình biết được cuộc đời mình sẽ về đâu, mình có thể dự kiến được tối nay mình sẽ về nhà, nhưng mà từng cái công việc đó nó sẽ dẫn theo những cái việc kế tiếp, nên các bạn phải luôn luôn tỉnh táo, luôn luôn rộng lượng suy nghĩ trước khi quyết định một cái gì đó. Nhưng mà nếu đã quyết định thì các bạn phải tin là mình làm điều đúng, để sau này có cho chọn lựa là mình cũng sẽ làm như vậy thôi đó. Thì mình đang ở Sydney thì có một cái ngã ba, nếu rẽ phải là đi lên trên đi đường Indo về, rẽ trái là sẽ đi qua bên Port, là bên Bờ Tây, đi Châu Phi. Thì mới thấy hoặc tiện là đi Châu Phi luôn cho nó. Thì lúc mình tới Châu Phi chuẩn bị qua đây thì có một cái trip đi Nam Cực, nó thì giá cũng được, cũng đi luôn cho nó đẹp. Thì cuối cùng 7 châu lục thì mình đi, mình lại trở về Nam Mỹ để mình đi Nam Cực ở dưới đây đó. Thì cái đi ra thấy thì thấy chim cánh cụt nó thế nào, béo tròn thế nào, mà nó béo thịt thì cũng thì đó thì thấy rồi. Xong rồi cái trở về cái qua Châu Phi đây thì lại đợi xếp xe qua Ấn Độ Dương, thì coi như là cũng đủ 4 châu rồi, 4 đại dương đúng không, là mình lên Greenland, lên Bắc Cực, Bắc Âu Dương nè, đi ngang qua Đại Tây Dương nè, đi ngang Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương là quá đẹp luôn. Thì xong đó mình mới ở đây Tanzania, Kenya, Madagascar, rồi những nước rất là bé, đây là Comoros nè, Mauritius nè, Seychelles nè. Nó thì cuối cùng thì mình đi được tới Malawi, tới Mozambique. Thì cái dịch, thì cái lúc mình ở Madagascar là ngay mùng 30 Tết, hôm sau là mùng 1, thì những cái tin về dịch bệnh nó bắt đầu nó lan ra, thì cũng hơi lo, thì có dự cảm không tốt. Nhưng mà thôi kệ, xe lúc đó nó chưa tới để mình đi, thì nó lúc nó tới thì dịch nó đã muộn rồi, nó đã bắt đầu rồi, thì mình thôi cứ đi tới đâu tính tới đó. Thì cuối cùng tới Mozambique thì mình mới đóng cửa biên giới hết, mới kẹt lại. Thì cuối cùng thì cũng may là cũng tới được Châu Phi, vừa đủ 7 châu lục, thì từ đây mình mới ship xe về và mình bay về. Thì ở đây 5 tháng thì đến ngày hôm nay thì có mặt ở đây. Thì một cái hành trình điểm lại 3 năm là từ châu Á đây, từ Việt Nam ta lên châu Á qua châu Âu, cái đi xuống Nam Mỹ, cái Bắc Mỹ nó xong, cái đi qua Úc cái Châu Phi, thì xuống Nam Cực là về đây. Đó là nó hơi dông dài, nhưng mà đại khái đưa mình điểm là cái hành trình như thế. Xin cảm ơn.